Xin chào các bác. Em vừa gặp kho pin mặt trời 18V 210W. Pin mono các bác nhé. Để phục vụ các bác sử dụng hệ 12V. Pin công nghệ 9.3 mới nhất. Pin CLA rất là đẹp ạ. Ở đây là mặt sau của tấm pin. Pin công suất 210W. Với một tấm pin điện áp 18V 210W hiện tại thì đang là tấm pin công suất lớn nhất trên thị trường. Cái điện áp mà hở mạch của nó là 23,95V. Dòng là 11,7A. Điện áp hoạt động là 20,7V và dòng là 10,15A. Pin Class A các bác nhé. Kích thước của tấm pin là chiều dài là 1560, chiều rộng là 700 và cái độ dày của khung là 35. Pin công nghệ 9.3 mới nhất thì có rất nhiều ưu điểm, hiệu suất cao. Kích thước nhỏ gọn nên là tiết kiệm diện tích và vận chuyển cũng tương đối dễ dàng. Với một tấm pin 210W này thì các bác sẽ tiết kiệm được, khi mà các bác đấu nối thì nó sẽ tiết kiệm được dây điện rắc và dây kẹp các bác nhé. Ngoài ra thì cái công nghệ 9.3 này tấm pin cell rất là đẹp các bác nhé. Ngoài ra thì với cái điện áp 18V thì em còn có những công suất nhỏ hơn là công suất 150W, 100W và 50W. Các bác quan tâm thì có thể vào phần video để xem lại những cái video trước đây ạ. Tấm pin thì em sẽ bán giá công khai là 2.280.000. Bảo hành 10 năm cho các bác. Tấm pin thì được nhà sản xuất bảo hành 10 năm. Và những tấm pin Class A này thì các bác yên tâm về chất lượng và hiệu suất. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.